Các tổ chức doanh nghiệp Mỹ vừa cảnh báo một quy định mới ở Việt Nam bắt các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước và đặt văn phòng tại chỗ đang tạo ra sự không chắc chắn và có thể có tác động đáng kể đến đầu tư. Trong một bức thư chung gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội và Liên minh Internet châu Á nêu rõ quy định mới sẽ khiến các công ty không thể đánh giá chính xác chi phí kinh doanh tại Việt Nam. Trong thư, các hiệp hội doanh nghiệp vừa kể yêu cầu chính phủ Việt Nam cung cấp hướng dẫn chi tiết hơn về việc giải thích quy định. Các quy định mới được công bố vào tháng trước dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 và áp dụng cho các công ty công nghệ cũng như các nhà khai thác viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu. Một khi luật được thực thi, các công ty sẽ phải lưu trữ dữ liệu cá nhân người dùng tại Việt Nam ít nhất 2 năm và phải lập kho lưu trữ dữ liệu địa phương cũng như lập văn phòng đại diện trong vòng 1 năm. Việt Nam đã thắt chặt các quy định Internet trong vài năm qua, đỉnh điểm là luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019 và hướng dẫn quốc gia về hành vi trên mạng xã hội được đưa ra vào tháng 6 năm ngoái.